Hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là mình đây hả thì hôm nay các bạn thấy là thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục là đi lên với một cái sự nghi ngờ rất là cao nhưng mà mình nghĩ là với thị trường này à, à, thị trường vẫn đang tiếp tục một cái hành trình đi về cái vùng cân bằng 1200. 200 ờ, mình nghĩ là mục tiêu bây giờ 1200 nó cũng sẽ rất rất là gần. Đó. Và chúng ta sẽ review à, coi thị trường như thế nào và cũng như là sẽ coi những cái nhóm ngành mà mình nghĩ là sẽ kỳ vọng được và tăng giá được trong thời gian tới Đó. thì coi là những cái khoảng cách bây giờ nó rất là gần với cái mục tiêu 1.200 mà mình đã đề ra từ khi mà thị trường tạo đáy về mặt dài hạn rồi nha các chị bạn thì chúng ta coi ngành gì sẽ là hấp dẫn trong thời gian tới Đó. thì giờ ở đây mình cũng sẽ review một tí về thị trường thì ngày hôm nay cũng thấy là sau những cái ra CPI của Mỹ thì em thấy là cái lạm phát nó cũng bắt đầu là có hiệu quả sau khi tăng lãi suất những cái đợt tăng lãi suất để chống lạm phát thì như vậy thì em thấy là về đây thì có thể kỳ vọng là phát sẽ dừng đúng không dừng về cái việc tiếp tục tăng lãi suất cho nên là ngày hôm nay thị trường của chúng ta vẫn đang khá là tích cực ở tăng được 11,22 điểm tương đương với 0,97 và với thanh khoản là 16.684 tỷ à, với 334 mã tăng 10 mã tăng trần à, trong đó thì có 97 mã giảm hai mã giảm sàn hôm nay này vẫn có mã giảm sàn và 70 mã đứng giá đối với lại V50 à, thì chúng ta thấy là ngày hôm nay vẫn tăng khá là yếu hơn so với index ha là chỉ tăng được 9,57 điểm tương đương với 0,83 phần trăm và cái thanh khoản là 6.057 tỷ và có tầng 27 mã tăng và một mã đứng giá và hai mã giảm Tìm thấy là ở đây thì ngày hôm nay mình thấy các nhóm ngành khá là tích cực như là đầu tiên thì chúng ta kể đến những cái nhóm ngành bất động sản đúng không các bạn nhóm ngành bất động sản rất là tích cực thì chúng ta thấy là thanh khoản thì sụt giảm so với ngày hôm qua đúng không sụt giảm với hôm qua và ngày hôm nay nước ngoài thì lại tiếp tục một cái hành trình là mua rồng quay trở lại mua rồng sau một cái chuỗi bán rồng năm phiên liên tiếp thì thấy là có như là Masan, SI, và lưu gà và vinhome vietcombank và vinamilk đó là a à, và đặc biệt vinamilk thấy là nước ngoài đã quay trở lại mua rồng rồi các bạn không sau một cái chuỗi bán rồng thì vinamilk thì nước ngoài lại quay lại mua và các tác động thì các bạn thấy là những cái tác động mà tiêu cực thì như có vinamilk hvn pdn ab plx rồi hrc cav và ctr còn các cổ phiếu tác động rất là tích cực như là GAS, Vinhome, Vietcombank, Masan, uh, Vbank, uh, SAB, bng và DGC đúng không? Thì mình nghĩ là hôm nay thì GAS vẫn tăng là mạnh nè, rồi Vinhome, um, Vietcombank, Masan. Đó, mình nghĩ là tại vì các bạn thấy là trong những giai đoạn này thì uh, cổ phiếu GAS có những cái thông tin uh, báo cáo tài chính ra. Đó, thì chúng ta thấy là khi mà phản ánh vào những cái bùng giá cái bốc thì khi ra được cái tin báo cáo tài chính thì chúng ta thấy là GAS quay đầu tăng trở lại đúng không? Đó rồi ngày hôm nay thì mình nghĩ là chúng ta hãy là à, các nhóm ngành mà mình nghĩ là rất là nổi sống là và thu hút rất được rất nhiều dòng tiền đó đó là những cái nhóm ngành như là à, bất động sản mình nghĩ là bất động sản ngày hôm nay rất là tích cực ha và tiếp theo là những cái nhóm ngành à, hàng cá nhân và gia dụng thì mình thấy là có như biensy ở biensy là một cổ phiếu mình nghĩ là đã có những cái à, rất tích cực trong à, ngày hôm nay không? tăng tới tận năm à, 5 bảy mình nghĩ là tăng khá mạnh ha và một BNC là một cổ phiếu ảnh hưởng cũng cái thị giá cũng khá là lớn. Ha. Rồi hôm nay mình nghĩ là điện nước, ha. điện nước những cái nhóm phòng thủ cũng có những cái sự bật tăng. Đúng không? Những cái sự bật tăng. Ok. À, như vậy là cũng khá là ổn. À, mình nghĩ là cũng khá là tích cực nhưng mà cổ phiếu power thì nó vẫn không có thể hồi phục được. <laughs> Uh, và các nhóm ngân hàng mình nghĩ là nhóm ngân hàng cũng uh, đặc biệt các bạn thấy là ngân hàng uh, trong cái phiên chiều bị đạp rất là nhiều đúng không nhưng mà tới uh, vào cái phiên ATC thì những cái sự hồi phục của nhóm ngân hàng là có thì chút nữa thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ về cái nhóm ngành này và đặc biệt như thế nào khi mà nếu mà phép ngừng lãi suất như vậy và những cái mà ngân hàng nhà nước uh, tiếp tục là yêu cầu về hạ lãi suất cho vay rồi những cái lãi suất uh, cũng được giảm đi đó thì như vậy và thêm những cái tín hiệu là chúng ta thấy là bơm tiền ra để đầu tư công đó, một rất một cái lượng tiền rất lớn đó, và thêm những cái thông tin rất là đặc biệt là những cái ngân hàng cũng tìm đi đối tác nước ngoài đúng không đối tác nước ngoài để bán vốn đó thì như vậy mình nghĩ là cũng rất là hấp dẫn với nhóm ngành ngân hàng và đặc biệt mình nghĩ là sau khi ở cái đợt vừa rồi đúng không đợt này nè bất động sản là có những cái nhịp hồi phục rồi để chút nữa mình sẽ review qua chúng ta coi về, về bất động sản đó, à, và mình nghĩ là đặc biệt khi mà như vậy thì nhóm ngân hàng mình nghĩ là sẽ tích lũy và tiếp tục là sẽ đi lên cho nên là mình nghĩ là à, ngân hàng có thể là chậm đấy có thể là chậm trong giai đoạn này nhưng mình nghĩ là sẽ hấp dẫn trong giai đoạn tới à, thì mình không biết các bạn như thế nào nhưng chúng ta cũng sẽ view qua à, view qua để chúng ta đánh giá chung và ngày hôm nay thì những cái nhóm mà dù là À, thị trường tăng nhưng mà cũng không tăng được nhiều như là cái nhóm uh, nhóm thép đúng không các bạn? Đó. Và dầu khí. Ừ. Rồi và nhóm truyền thông là cái nhóm giảm khá là mạnh trong ngày hôm nay. Rồi, chúng ta cùng nhìn vào thị trường chung. À chúng ta có một nhận xét về thị trường. Thì như ở đây thì các bạn thấy là thị trường của chúng ta là bắt đầu đúng không? nhưng mình có chia sẻ với mọi người những cái mà thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục đi về vùng cân bằng này. Đó. Thì cái mục tiêu mình không biết là thị trường của chúng ta nó có vượt qua 1200 này hay không. Nhưng mà mình nghĩ là trong giai đoạn này thị trường của chúng ta đang có những cái mục tiêu là ít nhất là 1200 này, còn nó vượt qua nữa hay không thì chúng ta cần xem xét sâu. Đúng không? Về kỳ vọng mình nghĩ là À, thị trường chúng ta sẽ có những cái sự rung lắc ha, à, rung rung lắc lại mạnh ở cái vùng 1158 uh, 1160 nhưng mà mình thấy buổi sáng các bạn và các chị thấy buổi sáng là uh, trong ngày hôm nay thì những cái vùng này nó cũng liên tục rung lắc rồi sau đó nó tục đi lên. Đó, thì như vậy thì các bạn thấy là cái xu hướng lớn và xu hướng chính của thị trường nó phải về vùng cân bằng. ở à, cái vùng cân bằng của chúng ta là 1205. Rồi, về mặt ngắn hạn thì chúng ta hãy làm À, về đây thì mình nghĩ là về có thể là giai đoạn này có có phân kỳ đấy đúng không chúng ta bữa giờ mình cũng lo lắng những cái việc phân kỳ 1,2,3 như thế như này đó thì mình rất là lo lắng về cái việc phân kỳ cho nên là những cái động thái mà mua bán của mình rất là e dè đúng không các bạn mình nghĩ là rất là e dè nhưng mà à, với bây giờ à, với bây giờ mình thấy là về cái đà tăng này đó, thì nó chỉ có một cái đợt rất là hưng phấn tại vì thị trường đi lên thì mình nghĩ là thị trường rất là hưng phấn và chúng ta nhìn vào cái khối lượng về giao dịch, đúng không? mình nghĩ là khối lượng giao dịch nó vẫn ổn định, vẫn ổn định ở 16.000, 17.000 tỷ như thế này, mình nghĩ là không có cái gì đột biến cả. Đó, thì không có gì đột biến thì mình nghĩ là nó rất bình thường và rất an toàn của thị trường và nó cứ từ từ đi lên và mình nghĩ là nó cứ đi lên trong nghi ngờ và mình nghĩ là khi đi lên như này nó có thể phá đi, phá đi cái thế phân kỳ của thị trường và mình nghĩ là bây giờ các bạn thấy không thị trường của chúng ta nó đang tạo ra một cái đà tăng mạnh với cái đồ thị về index như này mình nghĩ là à, thị trường bây giờ nó khó điều chỉnh và có khả năng trong 3 bốn ngày tới bốn ngày tới trong bốn ngày tới thì thị trường vẫn tiếp tục một cái hành trình tăng một cái đà tăng cho nên là mình nghĩ là nó có thể là thứ uh, thứ sáu uh, có nghĩa là thứ sáu ngày mai uh, đà tăng đó nó tới ngày thứ tư đúng không đà tăng này các bạn thấy là thị trường tới ngày thứ tư và cho tới ngày đó hàng phải sinh tuần sau luôn ờ, Thì cái đà tăng này mình nghĩ là Vẫn hiện hữu đối với thị trường Cho nên là mình nghĩ là giai đoạn này chúng ta à, Mình cũng có nói mọi người là bây giờ Thì thôi thị trường với cái đà tăng như này Mình nghĩ là chúng ta cần Cân nhắc cho cái việc mua mới thôi đó, Còn các bạn nào nắm giữ được thì quá tốt rồi còn cái việc mà chúng ta mua mới thì chúng ta mua chọn ra làm sao đúng không cổ phiếu nào đang có những cái vùng nền và cái vùng tích lũy thì chúng ta tham gia thôi đó như ngày hôm trước những cái vùng trước mình có chia sẻ với bạn những cái cổ phiếu đặc phương đúng không là cái cổ phiếu ngành xây dựng là cổ phiếu vẫn còn một cái tiềm năng rất lớn trong cái vùng này vẫn chưa tăng đó mình nghĩ là nó đang tích lũy như thế này thì khả năng nó vẫn tiếp tục là đi lên đó, thì mình nghĩ là như ngày hôm nay à, mình nghĩ là mở cửa ra để coi nó có rung lắc chỉnh lại ở cái vùng này không để mình tham gia đó, ai ngờ nó mở ra, ra rồi nó phóng đi luôn bạn đó mở cửa ra ở ATO 36 này xong nó phóng đi luôn à, nói chung là mình cũng không có tiếc nuối gì cả đúng không đối với mã này nhưng mình nghĩ là nó tăng rồi chúng ta tìm kiếm mà khác thôi và ngày hôm nay các bạn thấy là nhóm bất động sản thì trong những cái đoạn này chúng ta thấy là bất động sản điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ nè đó và bám may đi lên nè thì chúng ta hãy đánh giá là về việc bất động sản này vẫn là hồi phục về cái vùng tích lũy thì như mình thấy là ngày hôm nay thì những cái cổ phiếu như Vinhome vẫn tăng là rất là tích cực không ừ, và nó đã hồi phục về cái vùng tích lũy rồi như mình có nói mọi người thì khả năng thì đây là những cái vùng sai của cái nhóm bất động sản rồi thì trong những cái lần trước mình có nói với anh chị là mình vẫn chờ kiên nhẫn ngồi chờ với Nam Long hả mình nghĩ là đây là cái vùng tích lũy và đây là cái hỗ trợ nhưng mà cái vùng này vùng tích lũy nó không chỉnh các bạn đúng không <laughs> nó không chỉnh và nó rơi vào những cái giai đoạn sai này mình nghĩ là nó rơi vào những cái giai đoạn sai này đó. Thì bây giờ để thì uh, cổ phiếu này mình nghĩ là Nam Long nhìn tăng trần ngày hôm nay thôi Mình nghĩ là nó cũng chưa phải là nó tăng ngay đâu các bạn Mình nghĩ là nó sẽ đi sai quay Cho nên sẽ rất khó chịu trong thời gian tới Mình cũng có nói với anh chị bạn là gì Nó điều chỉnh là mình sẽ rất hấp dẫn đấy Nhưng mà giờ thì mình nghĩ là nó sẽ rơi vào cái trạng thái sai quay Rất khó chịu Khi mà sai quay thì mình nghĩ là nó cực kỳ khó chịu Cho nên là các bạn nào muốn tham gia thì mình nghĩ là ok tham gia Nếu mà bây giờ Nam Long mà có chỉnh lại Ở lúc cỡ cỡ quanh 33.5 này Mình nghĩ là ok thôi chúng ta tham gia ở những cái vị thế à, gọi là tỷ trọng thấp chứ còn đây là vẫn là một tích lũy mình nghĩ là không tham, tham gia tỷ trọng cao được rồi à, với đất xanh nó đất xanh nè thì à, đây nè các bạn thấy không hồi phục lên đó, và mình cũng chia sẻ với mọi người là gì đây là rơi vào những cái trạng thái tích lũy rồi thì cho nên là các bạn nào muốn mua thì mình nghĩ là vẫn mua được bình thường đối với đất xanh không có vấn đề gì cả đất xanh cả đúng không đất xanh vẫn tham gia được vẫn là vùng tích lũy ok đó nhưng mà bây giờ các bạn thấy không vẫn tăng nhưng mình nghĩ là vẫn mua được nhưng mà các bạn tham gia với tỷ trọng thấp thì ok tại vì tỷ trọng thấp làm sao mà ở trong những cái vùng này các bạn nếu có giả sử như nó điều chỉnh chẳng hạn các bạn có vẫn có thể mua thêm được đúng không nó ta cover là được đó. dù giả sử như nó ok tích lũy xong nó rất ao ok chúng ta cũng mua được đó đó là cái vùng mà khó chịu rất nhất mình nghĩ là khó chịu nhất trong cái vùng dạng sai quay bình rất ghét thì cái dạng sai quay sai quay mà các bạn mua đuổi là rất dễ dính cho nên là để mà tránh cái chuyện đó thì chúng ta gì mua đuổi vẫn được nhưng với mua với cái tỷ trọng tương đối phù hợp mình nghĩ là phù hợp là được à, phù hợp với mình và chờ những cái cái điểm gia tăng à, thì đích cũng vậy nè mình cái đích cũng vậy như buổi sáng mình nói mọi người nó y chang như vậy luôn rất cực kỳ khó à, rất cực kỳ khó à, và ngày hôm nay thì sau khi bất động sản tăng thì mình thấy sao <laughs> sale cũng tăng rồi các bạn đúng không sale nó cũng hồi phục trở lại à, mình nghĩ là nó có tạo đáy hay chưa thì chúng ta cần chờ mình nghĩ là đây là những cái vùng hồi phục nhưng mà nó có thể là sai quay có thể xe quay rồi nó mới hồi lên thì nó rất là lâu rất là chậm cho nên mình đánh giá đoạn này sale rồi chúng ta có thể là quan sát để chúng ta kiếm những cái mã mà nó có còn giữ được cái 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 trend hơn như là đất xanh hoặc là DDG hoặc Nam Long đó, thì mình nghĩ là đó là những cái cổ phiếu ok hơn hoặc là những cái cổ phiếu khang điền hoặc là những cổ phiếu nhỏ khác cũng được. bên đây là cổ phiếu nhỏ khác như là 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 là, là như drh nè. hả? thì đây là những cái vùng mà mình nghĩ là ok chúng ta có giữ cái 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 vùng xu hướng hơn, đúng không? cái xu hướng nó vẫn là đang trong một xu hướng tăng thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn. đối với những cái cổ phiếu như là 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 là, là, là sale. không mình thấy hôm nay có vc 2 nè. đó, những cái nhóm về uh về cái ngành ở à, đây là xây dựng ha à, mình nghĩ là đây là cái vùng mà tích lũy của cổ phiếu này thì đây là vùng mà mình nghĩ là vẫn rất ok à, rất là ok để các bạn tham gia này để à, là bây giờ những cái biên như thế này các bạn tham gia cũng được thôi không có vấn đề gì cả đây thì phục phiên tăng mạnh trở lại đến tích lũy ba phiên nè tích lũy ba phiên mình nghĩ là trong thời gian tới nó cũng sẽ có một những cái động thái hấp dẫn đấy để chúng ta quan sát tham gia với mã này và để là các bạn có thể quan sát đối với lại vc 2 này ha vc 2 này rất ok đấy Rồi đi bất à, động sản thì chúng ta phải đi qua ngân hàng. Mình nghĩ là như mình có nói mọi người, ngân hàng bây giờ như thế nào? Đó, thì thấy là những cái động thái mà hạ lãi suất, giảm lãi uh, vay, giảm lãi cho vay, rồi những cái động thái mà chúng ta thấy là à, nếu bơm tiền ra thì các bạn thấy là để thông qua được thì cần gì? À, mình nghĩ là cần ngân hàng thôi các bạn. À, bây giờ bạn thấy là ngân hàng cần ngân hàng thôi được không? À, vì cơ bản các bạn thấy là cái xu hướng của ngành ngân hàng nó vẫn đẹp hơn cả bất động sản luôn. bạn thấy là bất động sản nha, mình so sánh với hai nhóm ngành, thì bất động sản thì mình không biết như thế nào thì các bạn có thể nói là gì, à, bất động sản tăng cả tháng không bằng một ngày của của bất động sản tăng đúng không? À, thì cho nên là, là 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 chúng ta thấy là gì? À, về uh, ngân hàng thì mình nghĩ là nó tăng rất là chậm rất là chán. Ừ nhưng mà đoạn này mọi người thấy là ngân hàng nó cũng sai quay à, có nghĩa là có những cổ phiếu nó sai quay và nó phân hóa rất là lớn ở cái giữa giữa các cổ phiếu trong ngành này đó, nhưng mà chính thì mình nghĩ là nó vẫn là xu hướng tăng thôi đó, nhưng mà chúng ta chọn cổ phiếu gì à, và đặc biệt thì mình nghĩ là những cái động thái bơm tiền ra thì mình nghĩ là thông qua ngân hàng Được không mình nghĩ là bây giờ chờ ngân hàng ra những cái thông tin thôi đó ngân hàng các bạn thấy là những cái cổ phiếu như là Techcombank đó bây giờ mình nghĩ là sai quay nè cho sau một cái đợt điều chỉnh nè À, bây giờ nó có chỉnh lại đây hay nữa hay không hay là nó sai quay rồi nó vượt lên đây thì mình nghĩ là các bạn nào mà chờ được hay là cầm tiền mà không biết mua cổ gì thì đây mình giới thiệu cho các bạn Techcombank cũng là một cổ phiếu mà mình đánh giá rất là ok các bạn tham gia quan sát à, bây giờ nếu các bạn không mua thì các bạn canh nó vượt qua 33 32.3 đây là những cái điểm mua để cho các bạn tham gia đối với cổ phiếu Techcombank rồi những cái cổ phiếu như là um... công thương, ờ, bây giờ công thương các bạn thấy là đây là có những cái hỗ trợ như thế này nè tầm tầm 29.530 này các bạn thôi à, gom vào đó mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu ngân hàng các bạn cũng tham gia được nè msb nè cũng là một cổ phiếu mình nghĩ là rất là ok nó điều chỉnh về gần gần những cái 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 vùng 12.8 là hỗ trợ nè đó thì đây là những cái vùng mà mình nghĩ là hoàn toàn có thể cho các bạn và các anh chị mua được đó, vì nó đang có những cái dấu hiệu là tích lũy rồi, đây là những cổ phiếu tích lũy thì cho nên mình đánh giá là gì đó, những cái cổ phiếu này mình nghĩ là bây giờ các bạn mua nó an toàn hơn rất là nhiều so với so với cái gì bạn dòng chứng khoán luôn dòng chứng khoán mình nghĩ là bây giờ rất là ồ trời ơi đó đây mình dạch cho cho bạn coi những cái dòng chứng khoán đó dòng chứng khoán bạn thấy nè đánh một biên rất là sốc đúng không đó các bạn nào mua mới có thể là rất là sốc đó như các cổ phiếu như nè bạn thấy không tăng rất dựng đứng như thế này làm gì cho có cửa các bạn mua ngắn hàng được các bạn mua ngắn hạn làm gì có hiệu quả, bạn thấy không cái nền đâu có đâu. Đó, như AGR này đó, thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ nếu tại vì sao? Bây giờ các bạn mình nghĩ là ai chắc chắn, mình chắc chắn với các bạn và các anh chị một điều là gì? Những cái lợi nhuận của cái nhóm chứng khoán mình bảo đảm với các bạn đều tốt cả nếu mà so với quý 1 đều là tăng trưởng và rất hấp dẫn. Thật cái điều đó ai cũng thấy được khi À, như mình có nói bạn Khi thị trường tạo đáy mình nói là dòng chứng khoán sẽ rất hấp dẫn khi thanh khoản hồi phục Đúng không? Thanh, bạn thấy khi mà tạo đáy thanh khoản thị trường không có à, Nhưng ở đây bạn thấy là thị trường hồi phục à, Thì dòng chứng khoán chắc chắn mình nghĩ là sẽ rất là đẹp nè Lúc đó bạn thấy là margin ế nè đó, Rất là nhiều thứ và bây giờ bạn thấy không? Nhà đầu tư mở tài khoản lại nhiều hơn so với giai đoạn trước Mọi người thấy giai đoạn trước thì mọi người là cũng thấy được là nhiều môi giới bỏ nè tài khoản không mở nè đó đấy nè thanh khoản thấp nè thì bây giờ các bạn chắc chắn mình nghĩ là chắc chắn những bây giờ thì những cái doanh nghiệp này báo cáo lãi mình nghĩ là chắc chắn sẽ lại so với quý 1 và hồi phục đúng không đó, quý 4 quý 1 này là là quý 4 năm 2022 hai mình nghĩ là chắc chắn sẽ hồi phục nó rất lớn đó, bây giờ chúng ta thấy là gì nó cũng đã phản ánh vào giá rồi các bạn làm gì có cửa cho các bạn mua ngắn hàng được nữa đó đúng không? đó bạn thấy là những cái cổ phiếu nào rất là chạy rất là xa rất là 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 là, là ghê gớm rồi làm, làm gì còn cái cửa mà chúng ta đang mua được? bạn thấy nè cứ đi 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 cái cái nền đó về phân tích kỹ thuật cái nền này rất lỏng lẻo. Đó, làm gì mà có cửa cho các bạn mua? ai cũng vậy thôi. Đó, mình thì làm ESI rất mê nhưng mà là tại sao mà với những cái cổ phiếu này mình không khuyến nghị các bạn các anh chị mình mua nữa? bây giờ nó có tăng nữa mình cũng kệ thôi mình bảo đảm với các anh chị luôn đó các bạn mua chưa chắc gì nó đã 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 hấp dẫn bằng những cái ngành khác đó mình nghĩ là với thị trường bây giờ những cốc cổ phiếu rất là hấp dẫn như mình nghĩ là masan này đúng không mình chia sẻ với các bạn nè đây là những cái điểm mà đầu tư và cũng như là những cái điểm mua rất là hấp dẫn cả mặt ngắn hàng cũng như là cả mặt dài hạn đây bây giờ bạn thấy là gas nè mình chờ mình nghĩ là mình chờ rất lâu ở chỗ này luôn bạn mà, mà không lên được bây giờ bạn thấy nó hồi phục không đó mình nghĩ là Tại sao mà lúc đó các bạn có khá nhiều cổ phiếu rất hấp dẫn mà chúng ta bỏ qua BNG cũng vậy đúng không BNG cũng vậy các bạn thấy không Đây là những cái cổ phiếu mình nghĩ là quá cực kỳ hấp dẫn Tại sao chúng ta không vào mà chúng ta đi vào chứng khoán làm gì đúng không đó thì cho nên là mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu mình nghĩ là đó là hồi phục các bạn thấy không nếu mà so với những cái cổ phiếu như Vinamilk các bạn mua ngay đúng được đấy này các bạn thấy không bây giờ các bạn lãi mà ngắn hạn vẫn tốt nếu mà so về mặt ngắn hạn thì đây những cái điểm này mình nghĩ là tốt hơn dùng chứng khoán so với hiện tại luôn đúng không và cả cổ phiếu này mình nghĩ là vẫn là cho các bạn margin được với năm là chắc chắn mình nghĩ là margin rất là tốt rồi đó là về những cái cổ phiếu mình nghĩ là có những cái đầu tư và cũng như ngắn hạn được đó là những cái cổ phiếu như dạng dạng như thế này à, mình nghĩ là rất chậm nhưng mình nghĩ mình nghĩ là nó đầu tư sẽ chậm đó nhưng mà mình không ngờ một cái là nó không chậm mà nó chạy rất nhanh như thế này à, và đặc biệt các bạn thấy là một cái đặc biệt nữa một cái đặc biệt nha các bạn mình nghĩ là một cái đặc biệt mà mình chia sẻ cho các bạn như này là đoạn này mình chú ý là gì à, một cái các bạn thấy là cái sự chênh lệch giá của vn và vindex như này nè đó khi mà các bạn thấy là nếu mà vindex đang cao điểm hơn như này tại sao mà thấy thị trường nó không chỉnh được các bạn là do các cổ phiếu của vn mươi nè nó đã giảm mạnh lắm rồi các bạn mình nghĩ là như mình nói các bạn có sự chiết khấu rất mạnh so với lại index rồi cho nên là các bạn thấy là có những cái cổ phiếu nó, bây giờ nó đi lên nó hồi phục rất là nhiều như bảo Việt nè, những cái cổ phiếu như là là là, là bảo hiểm nè, các bạn thấy không? Nó không hề tăng mà nó còn đi ngược với thị trường. Đó. Bây giờ các bạn thấy báo cáo về có những cái báo cáo tài chính ra. Đó, mình nghĩ là có báo cáo tài chính này ra thì chúng ta cũng biết một phần là gì? Cái doanh nghiệp mà nó gọi là gần như là tăng trưởng âm khá là nhiều không? mà nó vẫn đi lên được thì cho nên là ta thấy là về thị trường nó phản ánh vào giá rất là đúng rồi thì bây giờ thì khi mà đã phản ánh vào giá rồi thì nó đang có sự hồi phục trở lại bây giờ chúng thấy là những gì xấu nhất thì đã phản ánh vào giá hết của các cổ phiếu này rồi gác này vậy nè thấy không tăng trưởng nè có đâu có tốt đâu thì nhưng mà khi mà ra được thì nó lại tăng rất mạnh được không? đó là mình nghĩ là đó là sự kỳ vọng của của nhà đầu tư đó giống như thép thôi mình nghĩ là thép nè các bạn thấy không hòa phát ước tính lợi nhuận được một hàng hai tỷ đồng nhưng phục hồi so với quý trước đó vẫn giảm 70 phần trăm so với cùng kỳ thì các bạn thấy nè như thép nè tại sao mà vẫn giảm so với cùng kỳ mà nó tăng cho nên là thấy là gì lúc đó lúc trước là nó phản ánh vào giá là những doanh nghiệp của thép làm ăn rất là xấu rất là tệ đó nhưng mà khi khi như thế này thì nó lại à, rất hấp dẫn đúng không đó, thì nó có sự hồi phục đó có chị bạn đó và chúng ta quay lại ngành thép một tí thì mình thấy là ngành thép thì cũng quay nó về thép thì mình nói quay lại luôn một ngành thép thì các bạn thấy là ngành thép thì nó đang gặp một trong những cái kháng cự tương đối đúng không thì mình nghĩ là đây nó sẽ có những cái sự rung lắc thì cụ thể như hòa phát mình nghĩ là nó có thể là rung lắc và tích lũy trở lại rồi nó có tăng lên hay không đó, nhưng mình nghĩ là nó phải cần có thời gian tích lũy trở lại còn với hoa sen mình nghĩ là cái đà tăng này nó cũng đang có những cái hiện hữu rồi các bạn nó chưa gặp kháng cự lắm nhưng mà nó cũng đang có một cái đà tăng lên đúng không nhưng mà nghĩ là về năm kim cũng vậy Đó. mà cái điểm mua thì bây giờ là không còn rồi Đấy, những cái điểm mua này các bạn thấy là à, chúng ta bán ra có thể là bị mất hàng bán ra là mất hàng cách tốt nhất là gì bạn mình nghĩ là chỉ có cách tốt nhất thôi Đó, đoạn này các bạn có cách tốt nhất là để chống bị mất hàng là à, tới những cái sự kỳ vọng của mình, mình các bạn các anh chị kỳ vọng ở đâu thì chúng ta có quyền chốt lời mình nghĩ là quyền chốt lời là có nhưng chúng ta chốt từng phần mình nghĩ là các bạn chốt từng phần nha chốt từng phần nha các anh chị bạn để để làm gì chống mất hàng đó. dù nó đi lên nữa hoặc giảm chúng ta vẫn có hàng đó và có giảm nữa chúng ta cũng không sao vẫn được đúng không đó là như vậy À, và những cái dòng xây dựng 2, 3, 5, 7 thì mình nghĩ là xây dựng nó cũng không phải là những cái điểm mua rất là đẹp nữa Thì chúng ta thấy là FCN dù hôm nay có tăng thì mình nghĩ là nó cũng đã tới những cái vùng như mình có chia sẻ mọi người đó, mua trong những cái đợt tích lũy này đó, thì nó tới lúc này mình nghĩ là nó sẽ chuyển đổi đúng không đó thì đó lúc đó bạn hãy chuyển đổi xu hướng không nó đi lên rất là ghê không hề điều chỉnh để cho các bạn mua lại luôn thì các bạn trong ngắn hạn này các bạn ok mua thôi chứ còn đối với mình thì những cái điểm này mình không dám mua nữa các bạn đó, tại vì mình mua bữa đây thôi chứ ở trên đây mình sao mình dám mua được à, tại vì chúng ta thấy là lơ lửng những cái khoảng chung như này mà thật ra thì nó về về xu hướng thì nó về đây rồi mình nghĩ là bây giờ nó sẽ lại rung lắc mà nó à, có thể là rung lắc trở lại à, rung lắc điều chỉnh trở lại rồi nó mới đi lên một tiếp một nhịp nữa đối với XN Đây là những cái cổ phiếu mình nghĩ là rất ok cũng rất là ok đó nhưng mà chúng ta thấy là nó phải có những sự rung lắc rồi nó mới lên tiếp nó mới lên tiếp như vậy rồi à, đoạn này à, mình thấy lại lại, lại thấy lcg đó lcg sau một đoạn nhung nhằn đó bạn thấy không sau một đoạn nhung nhằn ở cái vùng kháng cự này thì bây giờ nó bắt đầu ngoi qua thoát khỏi hẳn thoát khỏi hẳn vùng kháng cự thì cho nên là mình nghĩ là lcg nó sẽ có khả năng về t cộng mình nghĩ là hôm nay các bạn nào mua với lcg thì có thể là t cộng được đó vẫn có thể là đây là vượt đỉnh và đủ thời gian mình nghĩ là vẫn đủ thời gian t cộng cho các anh chị và các bạn cổ phiếu lcg rồi mình check hv như thế nào HV thì chưa ha à, LCG thì có đủ khả năng T cộng ha à, nếu các bạn nào muốn mua thì mình nghĩ là ngày mai vẫn mua được với LCG à, t cộng ok các bạn nào chấp nhận T cộng thì có thể mua LCG để chúng ta tiếp tục một nhịp tiếp tục mình không biết nó về đâu nhưng mà khi mà như này thì chúng ta cần quan sát thôi có thể là nó về đâu đó ở những cái vùng này tại vì như ta là một con đỉnh không còn đỉnh ha chúng ta đánh là T cộng thôi Giờ đủ hết cái khả năng đà tăng của nó thì mình chốt ok đó rồi à, thì à, mình nghĩ là giai đoạn này chúng ta cũng cần xem xét những cái cổ phiếu mang tính chất phòng thủ tại vì mình thấy là những cái cổ phiếu mang tính chất phòng thủ như là à, dòng nước vẫn chưa có tăng nha các bạn các cổ phiếu dòng nước à, nước thì nó vẫn chưa tăng nhưng mình có thấy BWE nè mình có chia sẻ với mọi người vẫn đang trong giai đoạn xoay quay đó thì mình nghĩ là nó có thể chậm nhưng mà nó vẫn có thể là tham gia được À, thì mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu như vậy ha nhưng mà đặc biệt mình mình vẫn thiên về ngân hàng đoạn này ngân hàng vẫn đang là một cái 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 đồ thị rất là đẹp của cái dòng à, cái dòng ngân hàng và bạn thấy các bạn các anh chị thấy là bây giờ nó đã thoát ra những cái vùng kháng cự rồi mình nghĩ là rất là thông thoáng đó mình nghĩ là đây không chỉ là những cái cổ phiếu như mà SB à, mình nghĩ là có điểm mua này Techcombank này vẫn có điểm mua này đúng không EIB này vẫn đang xoay quay này vẫn ok này đó thì mình đánh giá cho các bạn À, ACB nè ACB mình nghĩ là đang có trong hơi lưng lửng tí nhưng mà nó vẫn đang sau khi nó chỉnh xong nó hồi lại như này nó về là cái mục tích lũy rồi để là ACB là vẫn là ok nè đúng không công thương nè đó BID nè đó BID nè đó đây là những cái cổ phiếu mình nghĩ là bây giờ đang BID thì trong ngắn hạn mình thấy là đang có ba cái đường này hội tụ lại rất lớn mình nghĩ là ba đường hội tụ lại thì có khả năng nó đi tiếp cao đâu ít nhất là nó phải về 48 hoặc 50 đây thì cái đỉnh lịch sử của nó. ít nhất là 48, cao là 48 rồi 50 trên đây. Của BID. cho nên mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu mà các bạn vẫn ok ha. Đó, mình nghĩ là ngân hàng. Vẫn là ngân hàng tại vì các bạn thấy. Ngân hàng là mạch máu. Dù có chậm nhưng đây là những cái vùng còn an toàn hơn so với những ngành à, chứng khoán, thép. Đó chứng khoán thép và và những cái dòng mà tăng mạnh trước đó đúng không đó. và mình vẫn uh, có chia sẻ với mọi người những cái cổ phiếu uh, à, và ngành bán lẻ đó bán lẻ thì mình nghĩ là đoạn này nó cũng rất khó rồi đó bây giờ bán lẻ cũng đã uh, gần tới những cái vùng như mình chia sẻ nhưng mà đến lưu g đúng không đó đây là những cái vùng mà mình nghĩ là nó đã đi vào những cái vùng kháng cự tương đối này thì mình nghĩ là đây sau một cái đoạn tăng này thì nó sẽ chậm lại được không? Sẽ chậm lại. Chúng ta cùng nhìn với bán lẻ FRT vậy nè. Mình nghĩ là bắt đầu sẽ chậm lại. Có thể là chậm lại. DG World. Được không? Và những cái rủi ro mà các bạn mua ngắn hạn gần như không có nữa rồi. Không có nữa rồi. Đó. Nhưng mà à, đi, DG World này nó cũng đã đã về những cái vùng kháng cự rồi. Đúng không? Mà thấy là bây giờ đi về cũng gần, vô cái vùng may này là đã là gần về những cái vùng kháng cự rồi. Hoàn toàn các bạn mua mới không có. Thì cho nên là mình nghĩ là mua nếu mà chọn ngành gì mình sẽ thiên về chọn ngân hàng hơn và có thể là bất động sản nữa bất động sản Đó. bất động sản thì mình nghĩ nó đang sai quay thì các bạn cũng có thể tìm những cái điểm mua mình nghĩ là bây giờ những cái điểm mua thì mình nghĩ là cũng có bất động sản để mua được bất động sản mà có thể mua được ha ok thì ngày hôm nay như vậy thì mình nghĩ là thị trường với cái đà tăng này các bạn đang mình có một cái lời khuyên các bạn nào đang nắm tiền thì cũng có thể là giải ngân đúng không có thể là giải ngân nhưng mà À, về đây nó cũng sẽ có những cái rủi ro cao cho nên là các bạn nào giải ngân thì với chúng ta sử dụng về nửa cái phần náp mình đã, nếu mà cái, giả sử như các bạn chốt hết thôi nói chung là trên thị trường thì vẫn có rất là nhiều trạng thái khác nhau à ok ha rồi cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều và chúc các bạn và các anh chị một buổi chiều thật nhiều niềm vui và thật là vui vẻ à, chúc các bạn ăn cơm tối thật là ngon miệng nha và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi livestream kế tiếp vào ngày mai thứ sáu 10 giờ 20 phút sáng nha các bạn và anh chị ha bye bye và hẹn gặp lại mọi người và mọi người đừng quên cho mình một cái like một cái xe và cũng như đăng ký kênh đặc biệt mọi người có thể ủng hộ mình một cái tài khoản tẻ ra với cái ID 1791 ở phía trên hoặc cái dưới cái đường link có một phần mô tả à, có cái link để các bạn mở tài khoản nha và cũng như là các bạn nào ở VPS đó cũng có thể liên hệ mình để chuyển đi hoặc mở mới cũng được à, Cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye